Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Talk Show Góc nhìn đầu tư hôm nay của chúng tôi. Hai vị khách mời đặc biệt trong chương trình hôm nay của chúng tôi xin được giới thiệu anh Nguyễn Trung Kiên, Thạc sĩ Kinh tế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACM Holding và anh David Học, Chủ tịch Quỹ Gen. Vâng, rất cảm ơn khi hai anh đã tham dự chương trình. Chủ đề buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta là cùng nhìn lại về thị trường kinh tế năm 2020 với đầy biến động, cũng như phán đoán và nhận định thị trường năm 2021. 2021 nên đầu tư gì? Vâng, mở đầu cho buổi tọa đàm ngày hôm nay, tôi xin được bắt đầu một câu hỏi với anh David. Danh mục đầu tư của anh là gì? Và trong năm 2021 có thay đổi nhiều hơn so với năm 2020 không? Vâng, xin mời anh trả lời câu hỏi. Trước mắt thì xin được cảm ơn chúng ta lại có mặt ở đây để nói chuyện về các cái chủ đề về đầu tư của ngày hôm nay. Thứ hai nữa là cũng cảm ơn một năm đầy biến động mà chúng ta cũng có được rất nhiều cái danh mục mà chúng ta đã đi qua nó và có thể là được xem như là tổng kết năm 2020 một cái thành công nhất định. Thứ hai nữa là những cái danh mục về đầu tư trong năm 2020 cũng như là nhiều năm qua, như mọi người đã biết, trong cái việc ủng hộ Gen cũng như là hệ thống quỹ đầu tư thì rất nhiều người đã ủng hộ và đạt được những cái thành tựu nhất định về đầu tư. Thì cũng phải nói thêm rằng là trong cái năm 2020 chúng ta đã thay đổi rất nhiều danh mục đầu tư, thay đổi rất nhiều. Việc quản trị rủi ro cũng thay đổi. Các cái lĩnh vực rủi ro sẽ được giảm tải đi. Nhưng mà có những cái biến động bất thường xảy ra trong cái thị trường chứng khoán, đặc biệt là các cái phiên giao dịch cuối năm ấy, thì cũng là một trong những cái điểm nhấn để mà chúng ta thu hút tiền từ thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì chúng ta biết được các kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán, các cái quỹ mở trong tài chính ngân hàng, các yếu tố về startup, các vấn đề về đầu tư, rủi ro, rồi quản trị rủi ro, rồi những cái sản phẩm đầu tư an toàn hơn, đúng không? Thì chắc chắn là cái việc gửi tiết kiệm cũng đã được giảm tải, bởi vì lãi suất ngân hàng cũng đã giảm so với nhiều tháng trước. Vậy thì những danh mục quản trị rủi ro cũng như là danh mục đầu tư đã có sự thay đổi, dịch chuyển dòng tiền từ cái nơi lãi suất thấp chuyển về cái nơi lãi suất cao. Và kênh bất động sản, quỹ Gen cũng đã đẩy vào một số các cái danh mục, đặc biệt là sự thành công về đất nền trong năm vừa qua là nhìn thấy một cách rất là rõ ràng. Thế thì cái câu hỏi của bạn đưa ra đó là thay đổi danh mục như thế nào và dịch chuyển cái dòng tiền như thế nào để có được sự an toàn cho nhà đầu tư tham gia trong cái quỹ Gen vừa qua, là chúng tôi đã phân bổ các cái tài sản rủi ro, bắt đầu là gì ạ, tham gia nhiều hơn vào các cái lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Ví dụ cái việc gửi tiết kiệm nó đã thấp, và do vậy các dòng tiền hút từ cái việc gửi tiết kiệm sang để tham gia vào các lĩnh vực đầu tư nó tăng trưởng hơn. Và càng những cái sự kiện như thế này, những cái sự kiện mang tính chất là thời sự, các sự kiện mang tính chất là có những cái biến động lớn, thì những cái mô hình đầu tư rủi ro thì đã thành công. Chúng ta đã nhìn thấy Bitcoin đã tăng rất là khủng khiếp, Ethereum trong ngày hôm nay cũng đã tăng, thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng. Do vậy chúng tôi dịch chuyển vào những cái mô hình có rủi ro nhưng đạt cái lợi suất cao hơn, hơn là những cái tỷ lệ mà sóng ở kỳ sideways. Cái sự bứt phá và bứt tốc khi mà thị trường gọi là phá cản của các cái dòng tiền mà chúng tôi đổ vào thì đem lại cái thành công và trả lợi nhuận cho khách hàng được một cái sự hài lòng nhất định. Và danh mục hàng hóa cũng đã được thay đổi và biến chuyển theo cái mô hình thời sự lúc này. Vâng, được biết anh David là chủ tịch quỹ Gen.
Vậy thì quỹ làm gì để có thể có lợi nhuận trong những năm vừa qua? Câu hỏi này cũng rất là thú vị. Cái việc gen phải chứng minh cho quý khách hàng, việc gen phải chứng minh cho quý khách hàng biết là vì sao gen có thể trả lợi nhuận một cách tốt nhất cho khách hàng, thì chúng tôi đã phải dùng rất nhiều các cái bài toán để chứng minh được cái lợi nhuận của khách hàng. Chúng tôi làm thông qua các cái cách để chúng tôi diễn giải cũng như là vận hành một cách chính xác. Trong các nghiệp vụ tài chính thì chúng tôi có thể nói rằng là vấn đề về chuyển giá, hedging, can Đúng thiệp vào cái tỷ lệ TP, SL vẫn không? rất nhiều. Thứ hai là dịch chuyển dòng tiền. Ví dụ như là 100% vốn chúng tôi đưa ra các vấn đề về quản trị rủi ro trong vòng 10% thì chúng tôi đẩy vào các cái thị trường mang tính chất là rủi ro cao. Thế nhưng mà vấn đề là những cái việc mà chúng tôi thấy rằng là dòng tiền đổ vào những thị trường biến động rủi ro nó phải có sóng, thì thời gian vừa qua là chúng tôi phải phát hiện ra các cơn sóng để phân bổ tiền vào. Ví dụ chúng ta nói rằng là đổ tiền vào chứng khoán, nhưng nếu nó không có sóng thì cũng rất là khó có thể trả lợi nhuận cho khách hàng được. Nhưng đợt vừa rồi chúng ta đã biết, nhìn vào cái hành động giá, nhìn vào các hành động mở tài khoản chứng khoán, nhìn vào các vấn đề về F0 tại thị trường chứng khoán thì chúng tôi đẩy vào chứng khoán. Nhìn vào bảng tổng thể, tổng sắp của Coin Market Cap, đúng không? Chúng tôi cũng nhìn thấy được cái tỷ lệ quản trị rủi ro và đẩy tiền vào vấn đề về coin. Nhìn vào thị trường hàng hóa, chúng ta đã nhìn thấy cốt tông giá vải sợi lên rất khủng khiếp. Tại thị trường hàng hóa, tại sở dịch hàng hóa Việt Nam, chúng ta thấy được lúa mì lên rất cao, ngô lên rất cao, những thị trường chính thống. Tất nhiên nó rất rủi ro rồi, đúng không ạ? Vâng, đấy là các mô hình mà Gen đang đầu tư Vâng, hàng hóa, chứng khoán và tiền tệ tiền tệ. rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng hầu hết tất cả các cái giao dịch thì đều được thông qua các cái mô hình như là no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ, đó là hedging, chuyển giá, cân bằng lượng profit và stop loss. Đây là những cái thuật ngữ mà quỹ Gen đưa ra cho quý khách hàng. Họ biết được rằng là chúng tôi vận hành một cái quỹ để họ biết được là cái tỷ lệ an tâm trong cái việc đầu tư. Chúng tôi không chấp nhận được các cái tỷ lệ rủi ro mang tính chất là tham gia quá mạo hiểm. Chúng tôi đặt ra các tỷ lệ stop loss, đó, tỷ lệ dừng lại của thị trường. Thế nhưng là rất may là trong cái cuối năm 2020 được đánh giá là một trong những năm khó khăn, nhưng mà thực sự nó là một cái năm thắng lợi một cách rực rỡ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ lên rất là cao, những cái mã cổ phiếu lên cao chưa từng thấy. Tại Việt Nam, những cái mã ngân hàng, những công ty cổ phần chứng khoán giá cũng lên. Thế thì dòng tiền dần dịch chuyển vào đó thì chứng minh được là việc phân bổ vào các cái lĩnh vực rủi ro cũng có được những cái sự hiệu quả thông qua các nghiệp vụ tài chính. Vậy thì quỹ Gen cũng tồn tại và đưa ra những cái định hình cho nhà đầu tư, chứng minh cho nhà đầu tư biết cái khả năng có thể trả được lợi nhuận cho khách hàng. Và ngược lại thì khách hàng yên tâm, đúng không ạ? Thông qua cái việc mà lợi nhuận từ việc tiết kiệm thì ngân hàng cũng đã giảm rất là nhiều. Khách hàng có nhu cầu về đầu tư. Và khi ngân hàng có cái nhu cầu đầu tư rồi thì cái giải pháp đầu tư là cái quan trọng nhất. Giải pháp đó được chứng minh thông qua việc điều phối dòng tiền. Mà điều phối dòng tiền không thông qua cái việc mà chúng ta tập trung vào việc đoán nó lên hay nó xuống, mà chúng ta phải biết được cái tỷ lệ phân bổ theo no loss, theo vấn đề chuyển giá, theo vấn đề chênh lệch giá. Thì đấy là cái mà Gen đưa ra cho quý khách hàng để khách hàng yên tâm. Vâng, như chúng ta đã biết, trong năm 2020 là một năm đầy biến động của thị trường từ tài chính, chứng khoán đến bất động sản, du lịch, vân vân. Tất cả đều gặp khó khăn chung là bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid.
Với chứng khoán thì thật sự là một năm biến động. Chúng ta chứng kiến thị trường tạo đỉnh 1.200 rồi bất ngờ với một phiên hạ điểm sâu. Với bất động sản thì một năm cũng không mấy là khởi sắc. Ngành du lịch thì gần như tê liệt hoàn toàn. Với góc nhìn của một chuyên gia thì anh Kiên có thể chia sẻ quan điểm riêng của mình về sự dịch chuyển của thị trường 2021 được không ạ? Vậy sau những biến động vừa qua thì sự dịch chuyển dòng tiền như thế nào và tầm nhìn của các nhà đầu tư năm 2021 là gì? Cảm ơn MC. Thì quan điểm của tôi thì trước khi nói về 2021 thì chúng ta nói một chút về 2020. Thì 2020 mọi người thấy rằng là ngay từ đầu năm 2020 thì khi mà Covid, đại dịch Covid đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Và cái thời điểm mà khi mà Việt Nam lần thứ hai Covid quay trở lại vào tháng 3 thì thị trường chứng khoán cũng như là tất cả các thị trường khác, kể cả về bất động sản thì bị đóng băng và suy giảm rất là nhiều. Thời điểm đó cái dòng vốn để đầu tư được gần như không có, và đa phần mọi người là theo hình thức là gọi là giữ tiền an toàn. Tuy nhiên khi mà trong vòng khoảng độ tầm 2-3 tuần thì Việt Nam khống chế dịch rất tốt. Chính vì như vậy mà cái sự lạc quan thì nó lại đến rất là nhanh, và cái dòng tiền đầu tư nó tiếp tục được mở ra. Bởi vì cái tư tưởng của nhà đầu tư, người ta nghĩ rằng là khi mà mọi thứ nó đang có cái tư tưởng là phòng thủ thì chúng ta là người lãnh đạo, người đầu tư thì chúng ta phải đi trước thị trường. Bởi vậy là rất là nhiều doanh nghiệp lại mở rộng chứ không phải là co hẹp giống như những doanh nghiệp truyền thống, bởi vì họ có cái mô hình kinh doanh tốt hơn, chi phí thấp hơn và họ áp dụng công nghệ vào. Thì đấy là một trong những cái hướng của những người lãnh đạo trẻ, và tôi nghĩ rằng là họ đã có được những thành quả rất lớn. Khi mà cái lợi tức khi mà gửi tiết kiệm ở ngân hàng nó càng ngày càng sụt giảm, thời điểm đầu năm nó khoảng 8% nhưng mà đến cuối năm nó rơi tầm cỡ chỉ 5 đến 6% thôi, như vậy nó mất đến 2 đến 2,5 điểm phần trăm. Thì trong một bối cảnh mà nền kinh tế nó suy sụp như thế, gần như tất cả các ngành trừ những ngành công nghệ, bình thường cái GDP của Việt Nam nó tăng trưởng từ 6,5 đến hơn 7%, nhưng trong năm vừa qua, năm 2020 thì nó chỉ có hơn 2% thôi. Nhưng mà như thế thì còn quá tốt so với thế giới, còn âm, tăng trưởng âm. Nhưng mà rõ ràng câu chuyện là từ những cái năm trước là từ 6,5 đến 7% nó xuống còn 2%, như vậy nền kinh tế Việt Nam rõ ràng đi xuống rất mạnh. Như vậy tại sao thị trường chứng khoán lại tăng? Đây là một câu hỏi rất lớn để dành cho nhà hoạch Dạ vâng. kinh tế. Bởi vì rõ ràng câu chuyện rằng là thị trường chứng khoán là hàng thừa biểu cho nền kinh tế của một đất nước, đấy là định nghĩa rồi. Dạ đúng rồi. Vậy tại sao mà thị trường chứng khoán lại tăng gấp đôi từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 12 năm 2020? Trong 8 tháng lại tăng gấp đôi. Thì không có một kênh lợi tức nào mà ở chính thống ở Việt Nam mà tăng trưởng mạnh mẽ như thế. Mà đây là tính theo giá trị trung bình chung. Còn có những mã cổ phiếu lại tăng gấp 5, gấp 10 lần. Đấy. Thế thì trong khi mà nền kinh tế thì nó lại chung thì nó đang giảm phát, nó lại đang giảm như thế. Mà lợi tức lại quá lớn. Thì điều đấy nó đến từ việc hoạch định chính sách. Thì khi mà mọi người thấy rằng là cái như bạn hỏi đấy, câu chuyện của dòng tiền, Dạ đúng rồi. cái câu chuyện của dòng tiền nó sẽ trả lời cho cái việc là tại sao thị trường chứng khoán tăng. Bởi vì bây giờ mọi người hình dung là thị trường bất động sản mà thanh khoản thấp, mà để mà đầu tư nhiều thị trường bất động sản thì rất là khó khăn, và ngân hàng thì không ưu tiên cho thị trường bất động sản bởi vì cái tỷ lệ rủi ro nó quá lớn. Nhưng trong khi đó thì nếu như mà chuyển hóa dòng tiền cho vay cũng như là dòng tiền gửi tiết kiệm của người dân vào thị trường chứng khoán thì cho vay rất là nhanh, bởi vì thế chấp chính bằng cái mã cổ phiếu đó. Thì như vậy rằng là cái dòng vốn gửi tiết kiệm của nhà đầu tư cá nhân nó đổ vào trong thị trường chứng khoán, hay là dòng vốn của ngân hàng lại đổ vào chứng khoán, đấy lý do tại sao thị trường chứng khoán nó tăng như thế. Nhưng tuy nhiên thì quan điểm của tôi đến năm 2021 thì thị trường chứng khoán có nguy cơ lại đi giảm, lại giảm xuống. Bởi vì lúc đấy thì nó sẽ phản ánh là cái sức mạnh của các doanh nghiệp, sức mạnh của nền kinh tế nó đang bị giảm rồi. Và cái sự tăng trưởng như thế thì nó vượt quá mức kỳ vọng vào cái sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam. Còn cái số 2 là mọi người cũng nhìn thấy rằng là cái thị trường coin, tức là Bitcoin, Ethereum cũng tăng trưởng rất mạnh. Bởi vì là trong rủi ro của nền kinh tế như vậy thì những cái kênh gọi là kênh trú ẩn, mọi người nhìn thấy là vàng cũng tăng rất mạnh, đô la về thị trường chung cũng đang tăng, rồi là coin cũng đã tăng gọi là gấp 5, gấp 10 lần.
Thì đấy là những cái kênh mà người ta nghĩ rằng là nó là một cái kênh để trú ẩn trong mà cái nền kinh tế mà nó bị suy sụp, nó bị khủng hoảng như vậy. Và trong năm 2021 thì tôi nghĩ rằng là một phần cái dòng tiền đấy nó sẽ phân hóa từ thị trường chứng khoán vào thị trường coin. Thị trường coin tôi nghĩ là sẽ bình ổn trở lại và nó sẽ phân hóa dựa trên các mô hình kinh doanh của từng coin, thì sẽ có coin giảm mà sẽ coin tăng. Và thị trường chứng khoán nó sẽ bình ổn hơn, và đa phần những cái doanh nghiệp mà tăng quá mức thì nó sẽ giảm. Còn những cái doanh nghiệp mà có một số doanh nghiệp nó sẽ vẫn tăng, bởi vì nó là những ngành nghề được hậu thuẫn bởi khủng hoảng. Càng khủng hoảng thì cổ phiếu nó càng tăng. Đấy, thì ví dụ mọi người nhìn cái câu chuyện của phần mềm Zoom, phần mềm họp trực tuyến. Thì từ một phần mềm bình thường bây giờ ông trở thành một trong 10 tỷ phú hàng đầu trên thế giới. Bởi vì rõ ràng câu chuyện trong khủng hoảng người ta không gặp được nhau nữa, thì người ta gặp nhau trên Zoom. Thì đó là một trong những cơ hội. Và tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều cái cổ phiếu, nhiều những doanh nghiệp giống như Zoom trong năm 2021 này. Bởi vì đó là những cái doanh nghiệp mà có những cái mô hình kinh doanh mới. Và trong 2021 thì cũng là một cái phần mà tôi nghĩ rằng là cái thị trường bất động sản nó cũng thế, là thị trường có thể tăng trưởng tốt. Bởi vì năm 2020 thị trường bất động sản nó chỉ đến từ một số cái thị trường thôi, còn một số thị trường nó còn giảm, thậm chí không tăng. Thế thì câu chuyện rằng là dòng tiền từ thị trường chứng khoán, dòng tiền từ rất nhiều người có lợi nhuận từ coin gấp 10, gấp 20 lần như thế, một phần nó sẽ đổ vào thị trường bất động sản và nó sẽ tăng. Chốt lời xong. Đấy, chuyển sang một dòng tiền khác, nó chuyển sang thị trường bất động sản. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ diễn ra. Và trong nửa đầu 2021 thì cái ngành ngân hàng ấy, nó cũng sẽ không hút được tiền. Cái lãi suất nó sẽ duy trì ở mức thấp. Nhưng đến cuối năm 2021 thì cái lãi suất nó sẽ cao ra, bởi vì nếu mà tăng lãi suất lên một cái chứng khoán là nó sẽ giảm. Chứng khoán cuối năm 2021 nó chắc chắn nó sẽ giảm. Đây là tôi tương đối là dám khẳng định là 2021 cuối năm 2021 là chứng khoán sẽ giảm. Một dòng tiền đấy nó sẽ trở về ngân hàng, một dòng tiền đấy trở về bất động sản, một dòng tiền đấy sang những cái ngành nghề mà mang tính chất mà áp dụng công nghệ nhiều hơn, áp dụng cái tính chất gọi là thông minh tiên tiến nhiều hơn. Vậy thì tỷ lệ chốt lời dần và bắt đầu định dạng lại danh mục đầu mới, tư đúng không? Tôi nghĩ rằng là giai đoạn này là chúng ta nghiên cứu để tái cơ cấu cái danh mục đầu tư của chúng ta, trong bắt đầu từ quý 2, quý 1 là nghiên cứu, quý 2 là tái cơ cấu, bắt đầu từ quý 3, quý 4 nó sẽ thay đổi rất mạnh mẽ về dòng tiền. Thì cái quỹ của bên tôi, đúng không ạ, cái gen cũng phải đưa ra những cái chiến lược trong quý 1 quý 2, thậm chí bây giờ các cái danh mục, bởi vì cái tỷ lệ chốt lời thì cũng đã phải cơ cấu rồi. Thứ hai nữa là tôi hay nói về cái bàn tay vô hình, cái gì lên quá là cũng sẽ rất nguy hiểm, đúng không ạ? Ví dụ thị trường Bitcoin lên quá và cũng có những cú sập thảm, đúng không ạ, từ 42.000 về 29.000 đấy. Và tất cả những cái vấn đề về rủi ro, rồi báo chí sẽ sâu xé, rồi rất nhiều các tỷ phú họ sẽ đánh giá là rủi ro như này, rủi ro thế khác, và lập tức là lập bán tháo, nó chạy ầm ầm và coi đã có sự sụt giảm, nhưng F0 quá lớn lại tiếp tục tăng giá, lại tiếp tục gì đó, sự chốt lời của người này thì lại bắt đầu một cái hình thành mới của F0 và họ mua lên. Thế thì ngay cả chứng khoán thế, có cái sự rung lắc rất là khủng khiếp cách đây vài hôm, thế nhưng mà F0 vẫn đưa ra phi kỹ thuật, tức là có sự bắt đáy một cách là không thương tiếc, không sợ hãi nữa. Người ta thấy rằng là cái sự bán tháo dẫm đạp lên nhau và được F0 giải quyết một cách gọn ghẽ và lại tăng giá, tăng trưởng. Thế thì tôi cho rằng là cái việc chốt lời là khả thi. Sau khi chốt lời thì định hình một danh mục mới, có thể là bất động sản, có thể là những cái tài sản mang tính chất là điểm vào tốt hơn. Trong thị trường hàng hóa, nó có những điểm vào tốt của các sản phẩm gọi là an ninh lương thực. Ví dụ như ngô, lúa mì, rất nhiều các cái mã có cái điểm vào tốt. Khi mà chúng ta leo ở các cái đỉnh là giá rất là cao, mà chúng ta biết được cái đội phân tích kỹ thuật của bên Gen họ đưa ra rất nhiều các cái view về ngô, về lúa mì, về cốt tông, bông. Thế nhưng nó liên quan đến an ninh lương thực, cái việc sụt giảm là tránh.
Ví dụ cách đây một năm chúng tôi phân tích về giá cà phê xuống thấp 14 năm. Đấy, ví dụ thế. Nhưng mà gặp Covid thì giá nó lại lên rất là khủng khiếp, ví dụ thế. Thế là định vị cái danh mục đấy. Thì đấy là tầm nhìn của anh Kiên đưa ra là các cái mô hình để chúng tôi dịch chuyển trong cái quỹ sao cho nó an toàn hơn. Tất nhiên thì anh đưa ra các giải pháp về bất động sản, đúng không? Từ trước nay là một cái kênh trú ẩn cũng khá là an toàn. Tuy nhiên cái vấn đề thanh khoản nó là một cái vấn đề. Tất nhiên nó là một trong những cái tài sản thế chấp rất là tốt khi mà chúng ta cần huy động vốn. Nhưng cái việc thanh khoản thực của nó trong trường hợp mà nhà đầu tư phải bắt buộc phải có một cái kênh gọi là chốt lời từ chứng khoán hoặc dòng tiền chuyển từ chứng khoán ra thì mới thanh khoản tốt được. Đó. Thì hiện tại như mọi người biết là cái việc mà đầu tư tại thị trường Việt Nam vẫn là các cái vấn đề đầu tư cổ điển thôi, bất động sản, chứng khoán, đúng không? Gửi lãi suất tiết kiệm, các quỹ mở, ví dụ Techcombank họ có những cái quỹ rất là tốt mà bên Gen cũng hợp tác với Techcom Security đưa ra các cái mã trong cái quỹ của Techcom. Thì chúng tôi cũng đưa ra các tỷ lệ lợi nhuận một cách an toàn trong cái quỹ chứng khoán đó. Thế thì ngoài ra còn có rất nhiều các cái danh mục rủi ro như là trong sở giao dịch hàng hóa đưa ra các giải pháp đó. Chúng tôi cũng có thể đánh giá dầu chúng ta nhận được cái tài sản dầu về trạng thái âm và chúng ta cũng có những cái cơ hội với dầu. Thì sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ấy cũng có những cái mã về dầu, về ngô, về lúa mì, về khí ga hay rất nhiều các cái danh mục khác. Thì dựa trên cái quan điểm đấy là chúng ta đều có đầy đủ các cái danh mục rủi ro ít, rủi ro nhiều, siêu rủi ro và danh mục an toàn. Vậy vận hành cái quỹ và đẩy trao đổi các cái dòng tiền để làm sao được có cái tỷ lệ lợi nhuận hợp lý để có thể chi trả cho các khách hàng, đấy là điều mà chúng tôi quan tâm. Tôi nghĩ rằng là về cái bàn tay vô hình thì trong bất kỳ thị trường nào cũng có. Thị trường chứng khoán như ngay từ đầu tôi chia sẻ là nó có sự vô lý. Trong khi nền kinh tế xuống thì chứng khoán tăng, nó chuyện đương nhiên. Danh mục làm gì để mà lãi, đúng không? Doanh nghiệp làm gì để lãi, đúng không? Đúng rồi. Và như anh nói là có những cái nó phi lý, giống như giá dầu để âm. Tức là tôi phải trả tiền cho anh để anh mang dầu đi, đúng không ạ? Thì đấy, nhưng mà cơ bản rằng là nếu như mà tôi mà không giải quyết bài toán đấy thì tôi thì tất cả những cái dầu mà tôi đang khai thác thì không biết chỗ nào mà để. Đúng rồi. Đấy, chẳng lẽ lại thuê chỗ khác rồi đặt chỗ khác rồi mai kia lại chuyển về thì nó còn chi phí còn cao hơn. Hôm nào anh phải sang công ty tôi để nói chuyện về vấn đề giá dầu. Vâng. Giá dầu âm, đúng không ạ? Các trạng thái về đầu tư. Thực ra mà nói là có những cái cơ hội để chúng ta đặt cược vào những cái biến thể để giá lên, nhưng vì chúng ta cũng sợ hãi hoặc là chúng ta sợ hãi một cách kéo dài và thái quá. Nhiều khi là chúng ta nhìn thấy sự phi lý nhưng mà chúng ta lại không dám hành động. Đúng rồi. Tức là phi lý việc là giá dầu âm mà chúng ta không dám mua. Rồi là phi lý là khi mà cái thị trường lên quá mức bong bóng mà chúng ta lại không dám bán, chúng ta lại từng cứ nghĩ rằng kỳ vọng lên còn lên nữa. Thì nếu như chẳng may nó cứ lên nữa thì mọi người đừng có tiếc, bởi vì đấy là người ta chưa xả hết thôi. Cái bàn tay vô hình nó chưa xả hết thì nó lại phải tìm cách đẩy lên. Mà đương nhiên là nếu như mà xả tới tấp thì cái khối lượng khổng lồ đấy thì làm sao mà xả được. Thì bởi vậy là nó phải có nhiều cơn sóng, giống như sóng ngoài khơi cứ dập dành đẩy để, vào để có điều kiện xả. Có điều để chứ có xả điều một kiện lúc xả. Không được. Ok. Vâng, đấy là chia sẻ của anh Kiên và cũng như anh David về vấn đề chúng ta vừa bàn luận tới. Cho tôi hỏi anh David một câu nữa là bản thân anh là một chuyên gia tài chính với cương vị đồng sáng lập Gen. Để mọi người hiểu hơn rõ về Gen thì anh David có thể chia sẻ thêm với mọi người trong năm 2020 Gen Group đã làm gì và phát triển như thế nào? Vậy tầm nhìn 2021 của Gen như thế nào? Cảm ơn cái câu hỏi của anh. Thì như mọi người đã biết thì tôi cũng tiếp cận được rất nhiều các cái lĩnh vực về đầu tư rủi ro, cũng như là các cái nghiên cứu về vấn đề thị trường mới. Họ biết tôi đến FX, họ biết tôi đến thị trường Bitcoin, họ biết tôi ở thị trường hàng hóa, là những người tiếp cận và phân tích về các vấn đề về thị trường hàng hóa. Nói chung là đều là các vấn đề môi trường về đầu tư rủi ro. Thì trong năm qua thì Gen đưa ra rất nhiều các giải pháp kết nối các nhà trader, các IB để kết nối họ, sau đó là phân bổ quỹ cho họ giao dịch. Nhưng mà chủ yếu là chúng tôi phân bổ theo cái mô hình hedging, một trader buy và một trader sẽ sell
mua vào bán và chúng tôi có được cái chênh lệch tỷ giá, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng tôi phân bổ các cái nguồn tiền sao cho có được sự giằng co về giá. Thế thì cũng đã được rất nhiều các trader họ ủng hộ, các IB họ quan tâm. Thế như anh biết là cái tỷ lệ tele sale hiện tại là rất khó cho việc gen phát triển thông qua cái việc tìm kiếm khách hàng thông qua mô hình tele sale, cái sự phản cảm về tele sale. Thế do vậy tôi kết hợp với rất nhiều các IB, các cái nhà môi giới, các cái thành viên của đội giao dịch. Đó, hiện tại như chúng ta biết, giao dịch dầu, giao dịch hàng hóa, các vấn đề về ngô, khô đậu nành, khô đậu tương, họ đã có những cái phân tích kỹ thuật ở TradingView hay rất nhiều các cái phần mềm giao dịch tốt và phân tích tốt. Do vậy Gen có hợp tác rất nhiều các trader giỏi. Và cái kế hoạch trong năm 2021 thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo cái con đường hợp tác với các trader để bình quân giá hoặc là hedging chuyển giá, để sao cho tạo ra được những cái thế mạnh về hedging. Sau đó các cái phần lợi nhuận, đúng không ạ, sẽ phân bổ vào cái tỷ lệ đầu tư rủi ro. Như các bạn đã biết là rủi ro cao thì sẽ đạt cái lợi nhuận lớn, và một phần phải đầu tư vào cái sản phẩm rủi ro. Phần thứ hai là sẽ kết hợp với rất nhiều các bên bất động sản như là bên của anh Kiên để đưa ra các giải pháp. Hiện tại là anh Kiên đang phân phối rất nhiều các cái dòng sản phẩm về bất động sản tốt, thanh khoản cực cao. Thì đấy là một trong những cái mà kế hoạch. Thì các danh mục đầu tư thì chúng ta cũng đã biết rồi, chứng khoán, các giải pháp về hàng hóa, phái sinh, rồi các tỷ lệ đầu tư an toàn, và các danh mục chúng tôi đa dạng hóa lên. Thì trong năm 2021 với và bây giờ là quý 1 này, thì các danh mục chúng tôi cũng đã cơ cấu cũng như là tham khảo rất nhiều các ý kiến chuyên gia. Đặc biệt thì trong cái vấn đề quỹ để có khả năng chi trả cho khách hàng, thì cái quan trọng nhất đó là việc phân bổ dòng tiền. Cũng rất nhiều các cái câu hỏi trước đây mọi người nói rằng là việc sử dụng vốn, việc huy động vốn, rồi đưa ra các giải pháp về quản trị tài sản cá nhân, tài chính cá nhân, thì trong năm 2021 Gen thực sự lấy cái đà của năm 2020 đã thật sự thành công về các thị trường như Bitcoin, rồi chứng khoán. Do vậy lấy cái đà đó để năm 2021 chúng tôi tiếp tục đà tiếp tục là có những cái đà tăng trưởng và sẽ giúp cho lợi nhuận của khách hàng tăng hơn. Đó là những cái thuận lợi. Có thể ngay cả trong cái quý 1 này là đã giúp cho chúng tôi đạt được cái tỷ trọng giao dịch cho hết quý 2 rồi. Do vậy là khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm dựa trên cái vấn đề quản trị rủi ro của Gen. Và xin nhường lời lại với anh Kiên. Nhưng mà chắc chắn năm nay là tôi với anh là phải hợp tác nhiều trên cái phương diện là hai công ty. Đúng không ạ? Bên tôi là đầu tư về rất nhiều các cái mảng về rủi ro. Tôi sẽ phải hướng đến cái bất động sản của anh. Và cái danh mục của anh cũng như là anh đưa ra các cái khuyến cáo về thị trường chứng khoán. Và anh đang phát triển dựa trên các cái danh mục mà bất động sản bên đấy. Thì chắc chắn là chúng tôi sẽ xem xét. Cũng tiếp theo lời chia sẻ của anh David thì tôi có chia sẻ về cái danh mục đầu tư mà bên tôi cũng là một bên đầu tư và thường vào những kênh mang tính chất truyền thống và cái tính chất an toàn lớn hơn, là chủ yếu là đầu tư về thị trường bất động sản hay là thị trường chứng khoán. Và khi mà thị trường chứng khoán lên đỉnh như này thì bản thân chúng tôi đã thoát hết rồi. Và với thị trường chứng khoán thì có lẽ rằng là 2021 thì cái tỷ lệ đầu tư của tôi cũng sẽ là ít, là chủ yếu chúng tôi sẽ đầu tư vào trong những cái mảng bất động sản. Ở cái thị trường nào mà tính chất mà nó có sự tăng trưởng gọi là nhiều hơn so với cái GDP tăng trưởng trung bình của cái Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam là năm vừa qua 2,3, nhưng có những cái thành phố mà nó tăng trưởng vẫn tăng trưởng 5-7% đến 10%. Và đó là ví dụ như là Hải Phòng. Đó, ví dụ như là Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Đó là những cái thị trường mà cái dòng vốn FDI của nước ngoài đầu tư vào rất lớn. Chưa kể là cái chính sách ưu đãi về thuế hay là những cái gọi là nguồn lợi từ thị trường lao động giá rẻ.
hoặc là cái sự hỗ trợ của chính quyền, thì nó làm cho cái thị trường đó nó tiếp tục tăng trưởng. Và mà tăng trưởng như vậy thì rõ ràng câu chuyện là người làm nghề gì cũng phải cần đất, và như vậy thì cái thị trường bất động sản tại cái thị trường đấy nó sẽ có cơ hội tăng trưởng. Đặc biệt là Đồng Nai thì nó có sân bay, xung quanh sân bay nó là một nền kinh tế. Bởi vì sân bay Long Thành thì nó đầu tư là con số lên đến 16 tỷ đô la Mỹ, mà so với ví dụ như là một sân bay gần như lớn nhất của châu Âu là ở Thổ Nhĩ Kỳ thì có 14-15 tỷ đô, mà cũng đón nó khoảng độ chưa đến 100 triệu hành khách. Nhưng trong đó sân bay Long Thành ta đón 100 triệu hành khách, mà vừa rồi năm 2020 chúng ta chỉ có 50 triệu hành khách tới Việt Nam, cả là Việt Nam bay đi và nước ngoài bay tới. Và năm 2019 thì Việt Nam nó có khoảng 100 triệu hành khách, mà bây giờ chỉ có sân bay Long Thành thôi mà lên đến 100 triệu. Như vậy là khi sân bay lớn như vậy nó được xây dựng xong thì nó có rất là nhiều những cái ngành nghề phát triển theo. Vận tải này, vận tải 100 triệu hành khách, nơi ở, nơi ngủ nghỉ, là đồ ăn, khách sạn, các hệ sinh thái xung quanh, các hệ sinh thái, thì nó gọi là tôi chia sẻ nó là một nền kinh tế xung quanh cái sân bay đấy. Nó rất là nhiều những cái ngành nghề được ra đời, được phát triển theo, và đương nhiên là cần đất. Và không chỉ ở Đồng Nai mà có rất nhiều tỉnh thành khác, với tôi nghĩ rằng là Đà Nẵng hay Quảng Nam hay là Lâm Đồng, hay đặc biệt ở Hải Phòng hay là ở Quảng Ninh, thì đấy là một trong những cái thị trường mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ có tăng trưởng đều đặn và bền vững, dù cái thị trường nó có xấu như nào nữa. Năm vừa qua mọi người thấy rằng là thị trường xấu như thế mà những cái tỉnh thành đó nó vẫn còn tăng trưởng mà. Thì như vậy rằng là khi mà cái dòng tiền mà các thị trường khác mà nó đang tăng trưởng như thế thì có xu hướng là 21-22 nó sẽ có xu hướng được quay trở lại những cái thị trường mà bất động sản nó chưa tăng hoặc tăng chưa nhiều. Còn đương nhiên rằng là một cái phần tiền đầu tư trong danh mục đầu tư chắc chắn là phải có những cái dòng tiền để đầu tư vào cái lĩnh vực mà nó có tính chất rủi ro lớn đấy, thì cái lợi nhuận nó lại cao. Ví dụ như tôi nghĩ rằng là Bitcoin hay là Ethereum nó về dài hạn nó vẫn có tăng trưởng, hay là một số cái đồng altcoin mà có chiến lược tốt thì nó còn tăng trưởng rất mạnh mẽ nữa. Thì đấy là một cái trong đầu tư thì đương nhiên chúng ta phải có, nó có cái quy tắc. Tôi là tôi sẽ list cho anh những cái đồng đấy, còn anh là list cho tôi những cái vấn đề về bất động sản. Chúng ta trao đổi đầu tư với nhau. Tôi nghĩ cái điều đấy là điều rất là tốt, bởi vì chúng ta có mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Đấy. Chúng ta không thể nào mà chúng ta một tay chúng ta lo được tất cả mọi việc cả. Và cái đội ngũ phân tích của chúng ta cũng thế, có những cái đội ngũ phân tích chuyên về thị trường truyền thống, có những cái thị trường là có những cái đội ngũ mà chuyên phân tích đấy, về những thị trường rủi ro tốt. Đấy là cái phòng kỹ thuật phân tích kỹ thuật của bên tôi là view, gọi là view gen đấy. View gen view là view cho anh những cái vấn đề về rủi ro này, sẽ cảnh báo cho anh những vấn đề rủi ro thế này, và view cho anh những cái cảnh báo cũng như là khả năng lợi nhuận. Thế bên phân tích bất động sản của anh cũng có những cái view đấy. Đúng thứ rồi. Nhất là view về bất động sản tiềm năng tại thị trường Hải Phòng. Đúng rồi. Hay view cho anh vấn đề tiềm năng và hệ sinh thái của Đồng Nai. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải trao đổi. Tôi xin có một câu hỏi cuối cùng dành chung cho hai anh là: có một nhà đầu tư nhỏ lẻ, có một số vốn không lớn nhưng ngại đầu tư vì sợ rủi ro. Hai anh có thể chia sẻ cho bạn ấy một lời khuyên việc đầu tư an toàn như thế nào không ạ? Cái câu hỏi đầu tư gì ấy, tôi làm từ cách đây 2012 rồi. Trong cái chủ đề talk show của tôi, tôi chuyên về đầu tư. Tôi đã làm rất nhiều các bài về đầu tư gì với 1 triệu Việt Nam đồng, 2 triệu Việt Nam đồng, 10 triệu Việt Nam đồng, 50 triệu Việt Nam đồng và 500 triệu Việt Nam đồng, hay 5 tỷ Việt Nam đồng. Thì nếu bạn ấy mà theo dõi tôi thì có thể đưa ra rất nhiều các bài toán. Thậm chí là đầu tư gì với 500.000 Việt Nam đồng tôi đã nói rất nhiều rồi. Lập một website bán hàng, đúng không? Sau đó là live stream rồi bán hàng, tìm các sản phẩm. Mình không có tiền nhập hàng thì mình đi bán cho người ta. Rất nhiều cái cách. Thế thì nhìn ở cái khía cạnh chuyên nghiệp hơn, đó là một số vốn không nhỏ. Ví dụ là 50 triệu hay 100 triệu, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể bước vào chứng khoán. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể bước vào cái thị trường giao dịch hàng hóa. Thế nhưng rủi ro rất cao. Ngược lại thì có thể sang bên anh Kiên đầu tư bất động sản. Nhưng đầu tư về đào tạo, về học tập, 50 triệu là học được nhiều lắm. Ví dụ như thế. Thế sau đó là đầu tư vào cá nhân mình, làm môi giới chẳng hạn thế. Sau đó kiếm được nhiều tiền, sau đó từ 50 triệu gột lên. Ví dụ thế. Hầu như ai cũng phải phát triển như vậy. Thế thì quay trở lại cái lĩnh vực mà số vốn ít, chúng ta hoàn toàn có thể cân đối được các danh mục đầu tư.
có thể tham gia cùng với Gen để đầu tư an toàn, no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ đối với khách hàng. Giải pháp không thua lỗ là gì? Đúng không? Đó là giữ nguyên vốn của mình có lợi nhuận dựa trên các yếu tố về đầu tư thông qua việc giao dịch. Hoàn toàn chúng ta cũng có thể chọn các biện pháp rủi ro hơn, nhưng mà tránh trường hợp có những lúc chúng ta biết được nếu mà chúng ta không chọn lựa công ty thì rủi ro có thể mất trắng. Đấy là đầu tư đấy, chưa nói về vấn đề đầu tư sai hay bị lừa đảo, mà vấn đề chúng ta phải hiểu được là đầu tư nó có thể, ngay cả các cái cổ phiếu như là Facebook hay là Google, nếu chúng ta mua sai thời điểm cũng bị mất trắng tài khoản. Nó sử dụng đòn bẩy quá lớn cũng đã mất trắng tài khoản. Mặc dù là Facebook hay là Google là những cổ phiếu tăng trưởng mạnh, nhưng nếu chúng ta rơi vào cái thời kỳ downtrend cũng có thể dùng đòn bẩy nhiều quá khiến chúng ta stop out, cháy tài khoản, ví dụ như vậy. Thế nên cứ không phải là sản phẩm tốt mà chúng ta đầu tư có lời đâu. Có rất nhiều cái sản phẩm cực tốt nhưng đầu tư lại không có lời bởi vì chúng ta vào cái thời điểm không tốt. Thế do vậy bạn ấy phải hiểu rất chi tiết về với số vốn của mình, và sự hiệu quả trong đầu tư đó chính là hiểu rõ bản thân mình, tính cách của mình và sự phù hợp với số vốn, sự phù hợp với cắt lỗ. Ví dụ 50 triệu tôi đầu tư còn 40 triệu, đấy là một thành công. Stop loss 10 triệu và dừng lại làm cái việc khác. Nhưng có những người 50 triệu người ta chấp nhận, còn 25 triệu là sự thành công rồi bởi người ta đã dừng lại không đúng thời điểm. Nhưng có những người dùng 50 triệu vào đòn bẩy, người ta đã giao dịch lên được 80 triệu hay 100 triệu. Cái việc giao dịch ở thị trường hàng hóa hoàn toàn có thể đầu cơ vào lúa mì hay là các sản phẩm phái sinh khác, mà 50 triệu đó có thể được đòn bẩy lên rất là nhiều và chúng ta sử dụng đòn bẩy để chúng ta giao dịch. Thì đấy, đối với những cái sản phẩm rủi ro là chúng tôi cần phải có cái sự tư vấn rất chi tiết, thì hoàn toàn bạn có thể liên lạc với tôi. Còn với số vốn không ít và cũng không nhiều như vậy thì anh Kiên có thể nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về đầu tư với những lĩnh vực của anh hay không? Quan điểm của tôi thì muốn lớn thì phải có nhỏ, muốn to thì phải đi lên từ bé. Thành ra cái việc là hiện nay đa phần các nhà đầu tư ở Việt Nam đều là nhỏ lẻ cả hết, không mấy ai được lớn đâu. Mà các quỹ đầu tư thì là đều là từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ góp vào thành các quỹ lớn. Thành ra quan điểm của tôi đầu tiên, nếu chúng ta không chuyên nghiệp và chúng ta nghĩ chúng ta có công việc riêng của mình thì là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì không nên đầu tư cái gì cả, mà lên ủy thác cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp để họ thực hiện cái việc đấy, và họ có trách nhiệm báo cáo cho chúng ta là đã đầu tư cái gì. Thì như vậy cái rủi ro của chúng ta thấp, là chúng ta từ số vốn nhỏ nó dần dần nó sẽ lên to và biết có lợi nhuận. Còn nếu như chúng ta muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì từ nhỏ đấy thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên là chúng ta phải đầu tư để chúng ta biết và chúng ta trải nghiệm, và số hai là chúng ta phải đi vào cái nghề đầu tư đó, chúng ta đi làm trong nghề đầu tư đó. Chúng ta từ nhỏ hóa to như nào chúng ta có thể làm cái lĩnh vực tư vấn đầu tư hay môi giới, và chúng ta chưa có nhiều tiền nhưng chúng ta phải tư duy những người có nhiều tiền, và chúng ta tư vấn cho những người có nhiều tiền để đầu tư, đúng không ạ? Thì từ cái nhỏ đấy nó ra cái lớn, nó ra nhiều cơ hội. Rất hay đấy. Thì đấy là cái mà cái góc nhìn của tôi là nếu đầu tư nhỏ quá không nên đầu tư, mà nên ủy thác cho người khác. Còn mình phải lao vào cái ngành đấy để mình hiểu nó như thế nào, để mình khi hiểu rồi mình chọn công ty hay mình chọn cái phương pháp đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy là một. Cái số hai là từ cái việc mình tư vấn cho những cái người nhiều tiền để đầu tư thì chúng ta lại có được lợi nhuận từ hoa hồng, từ commission. Thì như vậy là chúng ta có thêm cái nguồn vốn mà chúng ta có lợi nhuận đấy để chúng ta tái đầu tư. Thì như vậy rõ ràng câu chuyện là chúng ta vừa có kinh nghiệm nhưng vừa có tài chính. Thì cái điều đấy là cái điều mà tôi khuyên các bạn. Thế thì hoàn toàn 50 triệu đầu tư bất động sản thoải mái. Chính xác, đấy. Theo cái suy nghĩ của anh đấy, đúng không? Hoàn toàn trong 50 triệu đấy mình có thể làm cho một doanh nghiệp về tư vấn đầu tư. Và sau đó 50 triệu đấy mình góp vốn cùng với những người khác để đầu tư một suất bất động sản. Đôi khi thị trường bất động sản xa chỉ mấy trăm triệu thôi, mà ngân hàng có thể giải ngân đến 70%. Như vậy bản chất để đầu tư một lô chỉ 200 thì bốn ông môi giới cùng làm với nhau, như vậy là có thể đầu tư được rồi, đúng không ạ? Mà trong thị trường bất động sản nếu chúng ta đầu tư tốt thì có thể lên một năm đến gấp đôi cơ. Thì như vậy rằng rõ ràng câu chuyện 50 triệu thành 100 triệu, mà trong khi chúng ta lại môi giới cho khoảng 5 khách hàng khác trong một năm đấy, mỗi một khách hàng chúng ta kiếm 50 triệu, như vậy là rõ ràng câu chuyện chúng ta có tiền trăm. Đấy, vẫn là vấn đề khách hàng, sau đó là chuyển sang bên tôi có những cái đòn bẩy, ví dụ mua lúa mì hay là mua ngô là bọn tôi là mua dầu, mua vàng. Có các cái đòn bẩy, 50 triệu đòn bẩy cao lắm.
và 7-1-10, ví dụ như thế, 1-100, ví dụ như thế. Đấy là những cái mà rất là tuyệt vời. Hôm nay là tôi cũng được anh Kiên cho rất nhiều cái kinh nghiệm để tôi có thể trả lời rất nhiều nhà đầu tư của bên tôi. Sau buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì quý nhà đầu tư đã hình dung ra chiến lược của mình trong năm 2021 rồi đúng không ạ? Buổi tọa đàm của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những buổi talk show tiếp theo. Cảm ơn Gen Capital và Gen Group đã đồng hành cùng tài trợ chương trình. Chúc hai anh phát triển mạnh mẽ trong năm 2021. Ok, xin cảm ơn. Xin cảm ơn hai anh.